Xin chào các khán giả thân yêu của chúng tôi. Podcast của chúng tôi ngày hôm nay có chủ đề là lắng nghe chuyện tôi kể. Và câu chuyện của chúng tôi muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay có tên là Đứa trẻ tinh nghịch. Trong một ngôi làng nhỏ bên bìa rừng sâu, người dân thường kể cho nhau nghe về một truyền thuyết cũ kỹ. Một câu chuyện xung quanh một đứa trẻ tinh nghịch. Bà cụ tên Hạnh, người già nhất trong làng thường ngồi trước hiên nhà kể lại những câu chuyện rùng rợn cho đám trẻ con mỗi những buổi chiều tối. Nhưng trong số đó, trong câu chuyện của bà không kể về đứa trẻ nào dám nhắc đến câu chuyện đứa trẻ tinh nghịch, bởi vì chúng tin rằng chỉ cần nhắc tên nó sẽ xuất hiện. Ngôi làng ấy bao đời nay đã tồn tại lên nỗi ám ảnh về đứa trẻ tinh nghịch bị mất tích trong khu rừng. Đứa trẻ ấy là một cậu bé tên Khoa, khoảng chừng 7 tuổi nổi tiếng với cái tính rất tinh nghịch, thường xuyên gây ra những cái trò đùa thật là tinh quái khiến cho cả làng phải đau đầu. Một buổi chiều, Khoa đi vào trong khu rừng và không bao giờ trở lại nữa. Từ đó, người ta bắt đầu đồn đại rằng linh hồn của cậu bé vẫn còn lang thang trong khu rừng, chơi những cái trò chơi tinh quái mà chẳng ai muốn xem họ đang làm gì. Với những ai vô tình xâm phạm nơi này thì linh hồn của cậu sẽ xuất hiện. Tối ngày hôm đó, Ly, một cô gái trẻ từ thành phố về thăm làng, cùng với hai người bạn tên là Duy và Thảo. Quyết định đi vào khu rừng và tìm hiểu về câu chuyện kỳ bí mà bà Hạnh đã kể. Dù có chút e ngại, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Họ quyết định khám phá sự thật đằng sau câu chuyện cậu bé tinh nghịch. Chúng ta đi nhanh rồi về sớm. Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Liệu rằng người dân chỉ là theo giờ thì sao? Ly đang cố gắng nói chuyện giọng rất bình tĩnh để trấn an mọi người. Ừ, có gì đâu mà đáng sợ. Chúng ta lớn rồi, không tin vào những câu chuyện ma quỷ ấy đâu. Duy cũng đồng tình, dù cho trong lòng của anh đang cảm thấy rất lo lắng. Thảo thì im lặng, nhưng đôi mắt của cô hiện lên sự bất an rõ rệt. Cô cũng luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình ngay từ lúc cô bước vào rừng rừng vào đêm trông thật là u ám và bí ẩn, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng len lỏi qua tán cây, tạo nên những bóng đen ma mị nhảy múa trên mặt đất. Tiếng lá xào xạc dưới chân của họ, mỗi bước chân dường như vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rêu rã rít làm cho không khí trở nên thêm phần căng thẳng. Cậu có chắc là đường này không dễ ly? Thảo thì thầm, giọng khá phàn nàn, tay đang nắm chặt chiếc đèn pin. Chắc mà. Theo lời của bà Hạnh á, thì cây cổ thụ nơi mà Khoa biến mất nó nằm sâu ở trong cánh rừng. Chúng ta chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi. Ly đáp, nhưng ngay cả cô cũng không chắc chắn. Đi thêm vài bước nữa, đột nhiên Duy dừng lại. Mắt anh ta nhìn chầm chầm vào một vật gì đó dưới chân. Các cậu nhìn kìa. Duy nói. Trên mặt đất trước mặt họ có một chiếc giày của một đứa trẻ rất cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm và lá khô thảo cúi xuống nhặt nó lên đôi mắt rất lo lắng đây đây chẳng phải là của khoa hay sao lạ thật bao nhiêu năm rồi mà tại sao chiếc giày này còn ở đây được thảo nói giọng đầy run rẩy nhưng có chút thắc mắc tò mò có lẽ chỉ là một chiếc giày cũ của ai đó thôi làm sao biết được là của bé khoa Ly nói, trong lòng của cô bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, nhưng cô vẫn đang tự trấn an mình và mọi người. Ngay lúc đó, tiếng cười khúc khích vang lên từ xa, nhẹ nhàng nhưng đầy quái đản. Cả ba giật mình, quay đầu nhìn lại, tiếng cười ấy không giống tiếng cười của một người lớn, mà đó là tiếng cười của một đứa trẻ. Các cậu có nghe thấy cái gì không? Dì nói, mắt của cô mở to đèn hoảng loạn. Ly gật đầu, môi khẽ mấp máy là tiếng cười của trẻ con nhưng sao lại có trẻ con ở đây giờ này tiếng cười vang lên lần nữa lần này thì gần hơn rõ ràng hơn thảo người nhạy cảm nhất trong nhóm đã bắt đầu run rẩy cô quay sang ly ánh mắt đầy sợ hãi tớ tớ nghĩ chúng ta nên quay trở lại không nên ở đây nữa đâu không được chúng ta đã đến đây rồi không thể nào bỏ cuộc chỉ vài tiếng cười ly đáp và cố gắng trấn an lại tinh thần có thể chỉ là một ai đó đang đùa vui với chúng ta mà thôi. Nhưng khi Ly vừa dứt tiếng, cái đèn pin trong tay cô chớp tắt liên tục rồi đột ngột tắt ngóm. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, gió đột nhiên thổi mạnh hơn, cây cối xào xạc như đang thì thầm. Cái quái gì thế này? Duy hét lên, cố bật chiếc đèn pin của mình, nhưng nó lại chẳng sáng. Trong bóng tối, có một hình ống nhỏ nhẹ, đang phát ra những ánh sáng lấp ló phía sau những cành cây đó là một đứa trẻ mái tóc rối bù quần áo rách rưới đôi mắt của nó sáng lên rất kỳ lạ như trong ánh trăng đỏ rực chơi với em không giọng đứa trẻ vang lên dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng nó bước đến tiến đến về phía họ mỗi bước chân được vang lên theo tiếng rít kỳ quái của những đám lá cây khô phía dưới chân ly lùi lại đôi chân như đang đông cứng cậu 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 có thấy nó không lì hỏi trong sự sợ hãi tột độ thấy 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 rồi thì chạy đi thảo lên tiếng cả ba người quay đầu lại bỏ chạy nhưng dường như con đường trước mắt họ đang càng dài thêm không có lối thoát tiếng cười của đứa trẻ vang lên khắp khu rừng như bố vây lấy họ đó không phải là tiếng cười vui vẻ mà đó là tiếng cười của sự chết chóc cuối cùng họ bị dồn vào một góc của khu rừng nơi không có lối thoát đứa trẻ xuất hiện trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Nó cười, nụ cười ấy thật là lạnh lẽo. Chơi với em đi, đừng có bỏ em một mình. Giọng nói của nó như vang sinh, nhưng lại đầy đe dọa. Duy không chịu nổi áp lực, gục mặt xuống, mặt trắng bệt. Làm ơn, làm ơn tha cho chúng tôi. Nhưng đứa trẻ không trả lời, nó tiến lại gần hơn, đôi tay nhỏ nhắn như lạnh lẽo, bút như băng, chạm vào vai của Ly. Cảm giác lạnh lẽo, lan tỏa khắp cô, cơ thể của cô, khiến cô không thể nào di chuyển được. Em chỉ muốn có bạn để chơi thôi. Đứa trẻ thì thầm, và ngay lúc đó nó vừa vứt lời, bóng dáng của nó tan biến vào trong làn không khí, chỉ như một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng. Mọi thứ trở lại bình yên. Cả ba người đứng lên, tim đập thình thịch. Họ không biết liệu rằng đó có phải là mơ hay là sự thật, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn bổ vây. Chú chúng, chúng ta về thôi. Ly nói khẽ và không ai dám nói lên thêm lời nào nữa. Cả ba người lập tức rời khỏi khu rừng và không còn ngoái đầu nhìn lại. Và từ đó họ không bao giờ dám quay trở lại ngôi làng này nữa vì họ biết đứa trẻ tinh nghịch vẫn còn ở đó, lang thang trong khu rừng và tìm người chơi cùng trong màn đêm trắng màu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp các bạn vào podcast của lần sau. Xin chào.